xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Thị Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phòng nội vụ. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, lên công bố quyết định trao giải đội bóng chuyền nam nữ và trao giải hội thi văn nghệ cấp huyện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Thị Hương, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn, thưa các đồng chí đại biểu. Sau đây, tôi xin phép được thông qua quyết định công bố đạt giải hội thi văn nghệ và thể thao cấp huyện Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định số 102, quyết định Phòng Giáo dục và Đào tạo công nhận kết quả thi đấu và trao giải bóng chuyền nam nữ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, 20/11/2022. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, căn cứ quyết định số 01/2021, quyết định Ủy ban nhân dân ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng giáo dục và đào tạo huyện Xín Mần, căn cứ kế hoạch số 240, kế hoạch Ủy ban nhân dân ngày 19/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, 20/11/2022. Căn cứ quyết định số 91, quyết định Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 28/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập ban tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Căn cứ kết quả thi đấu và đề nghị của ban tổ chức giải bóng chuyền gia nam nữ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, quyết định điều 1, công nhận kết quả thi đấu và trao giải bóng chuyền gia nam nữ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, 20/11/2022 có danh sách kèm theo. Điều 2, mức thưởng kèm theo cờ cho các đội đạt giải như sau: giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng, giải khuyến khích 1 triệu đồng, giải phong cách 1 triệu đồng. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận chức năng Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành viên ban tổ chức, hiệu trưởng các đơn vị và các đội bóng đạt giải tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành, trưởng phòng đã ký Tô Quang Trọng. Sau đây tôi xin được thông qua danh sách các đội đã đạt giải và các đội khẩn trương bước lên sân khấu khi được đọc tên các đội. Thứ nhất, giải bóng chuyền ra đối với đội nam. Trân trọng mời cụm 1 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện cụm 2 các xã Thèn Phàng, Bản Díu, đại diện cụm 3 Nà Trì, Côn Lùng, đại diện cụm 4 Nàn Xỉn, Xín Mần, đại diện cụm 2 xã Quảng Nguyên, xã Nấm Dần. Đối với đội nữ, trân trọng mời đại diện cụm 7 xã Chí Cà, Bà Vệ Sủ, cụm 5 xã Trung Tịnh, cụm 3 tôi xin lỗi cụm 8 xã Thèn Phàng, Bản Díu, cụm 1 xã Nà Trì, Côn Lùng, cụm số 6 xã Nàn Xỉn, Xín Mần. Trân trọng mời đại diện của các cụm lên sân khấu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vương Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban dân vận lên trao giải cho các đội. Của đội bóng nam nữ đã đạt giải phong cách.
Vĩnh Hà 30 xu. Giải nhì đối với đội nam thuộc cụm số 8 xã Thạch Vàng Bản Díu. Số 5 xã Trung Thịnh. Đại diện cụm số 6 xã Nam Thịnh Tiến Mân. Chúng rồi chứ. Điều 1, công nhận kết quả và trao giải thưởng hội thi văn nghệ ngành giáo dục
chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam có danh sách kèm theo. Điều 2, tiền thưởng kèm theo cờ cho các đội đạt giải cụ thể như sau. Thể loại thứ nhất, giải thể loại. Giải nhất 1 triệu đồng, giải nhì 700.000 đồng, giải ba 500.000 đồng, giải khuyến khích 300.000 đồng. Giải toàn đoàn, giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng, giải khuyến khích 1 triệu đồng. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận chức năng phòng giáo dục và đào tạo, thành viên ban tổ chức, hiệu trưởng các đơn vị và các đội đạt giải căn cứ quyết định và điều 1 thi hành. Trưởng phòng đã ký Tô Quang Trọng. Danh sách công nhận kết quả và giải thưởng hội thi văn nghệ. Giải thể loại thứ nhất, hát đơn ca, song ca, tốt ca, ngâm thơ, diễn nhạc cụ. Xin được mời đại diện của các xã sau đây bước lên sân khấu. Liên trường xã Trung Thịnh, liên trường xã Quảng Nguyên, liên trường thị trấn Cốc Bài, liên trường xã Nà Ma, liên trường xã Xín Mần, liên trường xã Bà Vệ Sủ, liên trường xã Cốc Dế, liên trường xã Tả Nhiều, liên trường xã Bản Ngò, liên trường xã Khuôn Lùng. Trân trọng mời các đại diện của các xã chúng ta vừa được đọc tên bước lên sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Xín Mần bước lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu đồng chí Tô Quang Trọng, Trưởng phòng Giáo dục cùng bước lên sân khấu trao giải cho các đội. Yêu nghề, giáo viên vùng cao, đơn ca, trên đường chiến thắng, độc tấu, nhạc cụ, tiếng hát bản em, tốt ca, đi theo tiếng gọi của bác, tốt ca. Tiếp theo mời đại diện liên trường xã Nà Ma, Xín Mần và Bà Vệ Sủ. Chúc mừng các đội đã đạt giải 3 thể loại đơn song ca với các tiết mục Em là cô giáo vùng cao, Người lái đò thầm lặng, Em là cô giáo vùng cao đơn ca của trường Bà Vệ Sủ. Và xin được chúc mừng các đội đã đạt giải nhì thể loại đơn song ca với các tiết mục Em là cô giáo vùng cao, Cõng chữ về bản. Trước đã đạt giải nhất với tiết mục Tháng Năm Nhớ Bác.
Díu, xã Nàng Ma, xã Nàng Xỉ, xã Chí Cà và xã Quảng Nguyên mời đại diện các xã chúng ta bước lên sân khấu. Sân khấu sao được phân hóa? Không có máu gì đâu. Mời các đội chúng ta khẩn trương lên sân khấu ạ. Và xin được giới thiệu trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Cao Cường, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Vương Đình Huấn, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy sẽ lên sân khấu trao giải cho các đội. Xin trân trọng kính mời các đồng chí ạ. Vâng, xin được bước lên phía trước các đội kiên trường xã Nàng Ma, xã Nàng Xỉ, xã Chí Cà, xã